Hello cả nhà. Rồi, em bán vui combo ba con này với giá 530 bao ship nha cả nhà. Đây, một em đồng hồ của Pháp nha. Niềng xoay. Đó, của Pháp nha, dây nè, dây xương cá, size chắc tầm 365 37 chưa núm nha cả nhà. Đáy xoáy núm cổ chai. Full titan. Đó, chống nước là 200 m. Full titan luôn nha cả nhà. Có dạ quang của Pháp nha, Paris nè, pin 10 năm, ghi vậy thôi chứ chắc pin cũng thay rồi cả nhà ơi. Đó, đang chạy phà phà, có dạ quang luôn nha cả nhà. Rồi một em thì Casio pin năng lượng nha cả nhà, đầy đủ chức năng luôn, pin khỏe luôn. Đó, bấm giờ, chuông, đèn, đầy đủ chức năng luôn nha. Đèn nè, đây đo ngang của nó là 49 luôn nha cả nhà, rất là to. Nếu đo chéo thì 46 đó. Rồi con này thì em bán vui thôi, Elgin USA 6 kim. Thì kiểu như lúc chạy lúc không á cả nhà. Thôi cả nhà về tự xử giúp em nha. Đó. Hàng có sao nói vậy. Hai con kia là full chức năng. Đó em bán combo về là chỉ có 530 bao ship rồi nha cả nhà. Đó, em bán vốn luôn. Rồi em mời cả nhà nha.